Chú chó này tên là Banka, không lấy ở đâu ra, mang về hai con chó con. Vì nó sợ bị chủ phát hiện, vì vậy đã bí mật giấu con chó con trong kho. Nó cẩn thận chăm sóc hai bạn nhỏ này thật tốt, giống như con của mình. Thức ăn mà chủ nhà tự cho mỗi ngày, nó sẽ bí mật mang qua để nuôi hai thằng nhỏ. Bản thân thì bảo vệ, nó trải lông cho hai chàng trai nhỏ một cách cẩn thận. Thời gian lâu dần, sự kỳ lạ của nó cũng được chủ nhân phát hiện. Khi chủ nhân nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, thật không thể tin được. Con chó của mình là một con chó đực. Chó con này đến từ đâu? Chủ nhân cũng đau đầu lắm. Người chủ cố gắng chất vấn nó. Nhưng một con chó, làm thế nào có thể hiểu có nghĩa là gì? Nhưng sau sự quan sát kỹ lưỡng của chủ sở hữu, con chó nhà mình trông rất giống hai anh chàng nhỏ tuổi. Hai cậu nhóc này có phải là con hoang của Banka không? Hai ngày sau, có tiếng chó sủa từ bên ngoài. Người chủ đi ra ngoài xem, thấy một con chó cái lạ. Chủ nhân cũng nhận ra, hai đứa nhỏ này có thể là con của nó. Nó đang tìm kiếm đứa trẻ sao? Chủ nhân cũng đang muốn kiểm tra. Bỏ hai thằng nhỏ vào một giỏ và đặt nó trên đường. Banka dường như biết điều gì đó, đồng hành cùng hai anh chàng hồi hộp, sợ rằng hai đứa nhỏ sẽ rời xa. Chủ nhân ẩn nấp và xem xét tình hình bên ngoài. Chắc chắn rồi, con chó cái chạy tới. Nó chạy đến hai chàng trai nhỏ, tiếp tục hôn đầu của chúng. Cuối cùng thì chủ nhân cũng hiểu rồi. Thì ra hai thằng nhỏ là do Banka và con chó lớn màu vàng sinh ra. Bởi vì chó cái là một con chó hoang, Banka có thể lo lắng cho con theo mẹ chó, sẽ rất khó để sống một cuộc sống lang thang, sợ họ sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy đã nghĩ đưa hai đứa nhỏ về nhà chăm sóc, hy vọng sẽ cho họ một ngôi nhà. Banka là một người cha tốt, nhưng không thể làm khác được vì là một con chó hoang, không thể bảo vệ trẻ em. Mẹ chó cũng lang thang lâu ngày, cũng phải rất cẩn thận khi chờ đợi một môi trường xa lạ. Sau khi chạy đến và nhanh chóng ở bên cạnh đứa trẻ, sợ hãi và vội vã bỏ đi, Banka cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng lại phải đưa hai đứa nhỏ về nhà. Chủ nhân cũng bị gia đình này cảm động, muốn nhận nuôi con chó mẹ, nhưng lần nào chó mẹ cũng vội vàng rời đi. Chủ chó cho mẹ chó nhìn thấy hai bạn nhỏ, cũng cố tình sắp xếp để gia đình chó được quây quần bên nhau hàng ngày. Bức tranh thật ấm áp và cảm động, xét rằng đây không phải là giải pháp lâu dài. Cuối cùng chủ sở hữu quyết định, cho dù thế nào cũng muốn đoàn tụ gia đình này. Vì vậy, để giúp chó mẹ, cần nhờ hàng xóm giúp đỡ. Hàng xóm cũng xúc động trước chú chó khi biết chuyện, rất vui khi giúp họ. Qua thương lượng, quyết định dựng hàng rào nơi bị chó mẹ xuất hiện, sau đó dùng thức ăn để dụ chó mẹ qua. Sau khi kiên nhẫn chờ đợi, mẹ chó cũng xuất hiện. Mọi người cũng chăm chỉ bắt mẹ chó, đưa chó mẹ đến bệnh viện khám. Bác sĩ cho rằng chó mẹ do lang thang lâu ngày, cần thời gian điều trị và tư vấn tâm lý. Người chủ cũng đang chờ chó mẹ hồi phục để đoàn tụ gia đình chó. Tin rằng sẽ sớm thôi, gia đình họ có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Sau khi con chó này sinh được 9 con, để đảm bảo đủ sữa, nó đã đi xin ăn hàng ngày. Mỗi khi đến giờ ăn trưa, nó sẽ đi ra ngoài từ từ, quen với việc qua quán ven đường, nằm ngay tại cửa. Chủ nhà hàng nhìn thấy đó là chó mẹ chặn ở cửa, cũng rất quan tâm và mang thịt thái mỏng cho nó ăn. Bà chủ nói nếu không mang thịt đến nó sẽ nằm lăn lóc, không chịu rời đi. Có vẻ như con chó cũng đang giở trò đồi bại để ăn thịt. Sau khi ăn nhà này, đi đến nhà hàng xóm tiếp theo, ăn một ít thịt lợn kho được chuẩn bị cho nó. Nó có vị rất ngon. Sau khi ăn ở 8 nhà hàng liên tiếp như thế này, con chó cũng no rồi. Nó đi chậm về nhà, bọn trẻ cũng đói. Nó nhanh chóng nằm xuống và cho lũ trẻ uống sữa. Ăn và uống như vậy mỗi ngày, làm cho sữa của chó rất nhiều. 9 đứa trẻ cũng bị béo phì vì nó. Chủ cho nó ăn thức ăn cho chó ở nhà, nó mọi lúc chỉ có nhìn không bao giờ ăn. Không có gì thắc mắc, con chó vừa mới sinh bạn chỉ cho nó ăn thức ăn cho chó. Cái này dành cho lợn, heo cũng lắc đầu. Những gì nó cần bây giờ là dinh dưỡng. Nhưng làm sao một người đàn ông ở độ tuổi 50 biết được điều này? Vì vậy, con chó được để tự lực cánh sinh. Người nuôi chó cũng thấy lạ, tại sao nó béo mà không ăn mỗi ngày? Cho đến một ngày, chủ chó quyết định đi theo chó để xem nó đã ăn gì bên ngoài. Khi mọi chủ nhà hàng nói chuyện với chủ chó, khi con chó của ông đến ăn mỗi ngày, chủ nhân của chú chó cũng rất xấu hổ, nhưng tự trách mình nhiều hơn. Chó đi xin ăn không phải cho mình, nếu nó chỉ ăn thức ăn cho chó, không thể nuôi 9 đứa trẻ, vì vậy nó chỉ có thể đi xin ăn. Hành vi của chó gây ấn tượng với chủ chó, gần như bật khóc, hầm ngay một con gà cho bằng được cho nó ăn. Con chó thấy ngon, cũng ngấu nghiến nó. Người chủ chó nói từ nay sẽ nấu thịt cho nó mỗi ngày, sẽ không để nó đi ăn xin một lần nữa. Phụ nữ yếu đuối, làm mẹ mới cứng rắn. Con người và động vật cũng vậy. Like cho con chó. Hãy theo dõi tôi để mang đến câu chuyện động vật mỗi ngày.